Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam. Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh về Asanzo Việt Nam nhập hàng sản xuất ở nước ngoài, đội lốt hàng Việt bán ra thị trường. Ngày 24 tháng 6, Văn phòng Chính phủ cho biết, thời gian qua trên một số phương tiện truyền thông có nhiều bài báo phản ánh công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Tài chính, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh công ty cổ phần điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam. Đồng thời làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng, hải quan, quản lý thị trường rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 7 năm 2019. Trước đó, theo phản ánh của báo chí, công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam đã nhập hàng loạt thiết bị điện tử sản xuất từ Trung Quốc như nồi cơm điện, lò nướng, TV, máy lạnh, loa về dán nhãn Việt Nam để bán ra thị trường. Liên quan đến thông tin được báo chí phản ánh, đại diện Asanzo cho rằng những thông tin và nhận định được truyền thông đăng tải trong những ngày qua có thể gây hiểu lầm về thương hiệu và sản phẩm mang thương hiệu Asanzo. Công ty này thừa nhận sử dụng những linh kiện nguyên liệu từ Trung Quốc và Đài Loan, nhưng có cả linh kiện trong nước để phục vụ cho việc lắp ráp cho các sản phẩm TV và máy lạnh tại Việt Nam. Cùng đó, Asanzo đảm bảo việc phân phối, bảo hành và chăm sóc khách hàng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Về cáo buộc cố ý xóa bỏ dấu vết Made in China trên panel LCD, Asanzo cho hay, trên thực tế, theo quy trình lắp ráp của công ty, panel LCD là một linh kiện bên trong của TV và các công nhân không gỡ bỏ tem sườn có chữ Made in China trên linh kiện này mà chỉ dán thêm tem bảo hành cho linh kiện panel LCD. Ngoài những linh kiện từ nước ngoài, chúng tôi có sử dụng một số linh kiện khác được sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt, một trong những giá trị cốt lõi của sản phẩm TV mang thương hiệu Asanzo là hệ điều hành TV và thiết kế mẫu mã sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty cổ phần tập đoàn Asanzo. Quy trình lắp ráp, kiểm soát chất lượng và bảo hành TV mang thương hiệu Asanzo được tư vấn và chuyển giao công nghệ bởi các chuyên gia Nhật Bản, đại diện Asanzo cho hay. Đơn vị này cũng cho hay với những điều kiện đó, Asanzo ghi xuất xứ Việt Nam và công nghệ Nhật Bản là có căn cứ, phù hợp với thông lệ thị trường, không trái với pháp luật Việt Nam. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.